Unit 6, Monday morning. Hoa hậu thế giới. Miss World, Miss World. Phỏng vấn. Interview, interview. Hoặc interview, interview. MC truyền hình. TV interviewer, TV interviewer. Sản xuất. Produce, produce, produce. Nhà sản xuất phim. Film producer, film producer. Người nội trợ. Housewife, housewife. Chuẩn bị. Prepare, prepare, prepare. Sửa chữa. Repair, repair. Cho ăn. Feed, feed. Fed, fed. Rượu cốc tay. Cocktail, cocktail. Vũ trường. Discotheque, discotheque. Đi nhậu. Go to the pub, go to the pub. Phim trường. Studio, studio. Mãi cho đến. Not till, not until. Công việc. Work, work. Đi đây đi đó. Travel around, travel around. Gặp người này người nọ. Meet different people, meet different people. Làm việc này việc kia. Do different things, do different things, do different things. Rửa chén. Wash up, wash the dishes. Do the washing up.
Lau nhà. Clean the house. Clean the house. Giặt đồ. Do washing. Cho con ăn. Feed the baby. Feed the baby. Tắm cho con. Bath the baby. Bath the baby. Ru cho con ngủ. Put the baby to bed. Put the baby to bed. Dắt chó đi dạo. Take the dog for a walk. Walk the dog. Đi siêu thị. Go to the supermarket. Go to the supermarket. Đón, bắt. Catch. 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 Đón xe buýt. Catch the bus. Catch the bus. Đón xe lửa. Catch the train. Catch the train. Có chuyện gì vậy? What's the matter? What's the matter? What's up? What's up? Hoa hậu thế giới. Phỏng vấn. MC truyền hình. Sản xuất. Nhà sản xuất phim. Người nội trợ. Chuẩn bị. Sửa chữa. Cho ăn. Rượu cốc tay. Vũ trường. Đi nhậu. Phim trường. Mãi cho đến. Công việc. Đi đây đi đó. Gặp người này người nọ. Làm việc này việc kia. Rửa chén. Lau nhà. Giặt đồ. Cho con ăn. Tắm cho con. Ru cho con ngủ. Dắt chó đi dạo. Đi siêu thị. Đón, bắt. Đón xe buýt. Đón xe lửa. Có chuyện gì vậy?
Miss World. Interview. TV interviewer. Produce. Film producer. Housewife. Prepare. Repair. Feed. Cocktail. Discotheque. Go to the pub. Studio. Not until. Work. Travel around. Meet different people. Do different things. Wash up. Wash the dishes. Do the washing up. Clean the house. Do washing. Feed the baby. Bath the baby. Put the baby to bed. Take the dog for a walk. Walk the dog. Go to the supermarket. Catch the bus, catch the train. What's the matter? What's up?